Ok, xin chào. Clip này sẽ chia sẻ về làm sao để chúng ta có một cái cuộc họp nó hiệu quả. Thì ít nhiều khi mà bạn làm nhân viên hay là bạn làm quản lý ấy, thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi được các cuộc họp. Về quan quan điểm cá nhân tôi thì nhìn cái góc độ của các cuộc họp ấy, nó đều tốt cả. Vì sau mỗi một cuộc họp thì chúng ta sẽ giải quyết được một vấn đề nào đó. Tuy nhiên là có những cuộc họp được định nghĩa là một cuộc họp vô bổ. Tức là sau cái cuộc họp đó nhân viên không biết làm gì và ông sếp cũng không biết làm gì tiếp theo. Thì tại sao lại có những cuộc họp vô bổ đó và để chúng ta giải quyết triệt để những cái thông tin thừa hay là những thứ không cần thiết để chúng ta có một cuộc họp hiệu quả. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị em qua cái clip này về mặt quan điểm cá nhân thôi, về mặt kinh nghiệm trong quá khi làm việc thôi. Thì tại sao mà chúng ta có một cuộc họp nó không ok và cái cách nào để chúng ta triển khai một cuộc họp nó hiệu quả và có được cái kết quả. Làm sao để sau khi họp xong thì mọi thứ nó phải tốt hơn. Vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên ấy, dẫn đến cái việc mà cuộc họp mà nó không ok ấy, là cả sếp và cả nhân viên đều không biết mình muốn gì. Cái lỗi này là cái lỗi mà cực kỳ thường gặp, đặc biệt ở những cái công ty mà làm việc theo kiểu nó vật vờ ấy. Là ở hôm nay họp giao ban thì cứ họp giao ban thôi. Báo cáo thì sếp ở trên gật một cái là xong. Tức là cả sếp và cả nhân viên đều không biết mình muốn cái gì. Cái muốn này này. Đều không biết mình muốn gì trong cái cuộc họp đó. Ví dụ là chúng ta đang gặp 3 vấn đề và chúng ta phải giải quyết 3 vấn đề đó. Và cố gắng 3 vấn đề đó được giải quyết trong vòng 1 tuần tới là nó xong. Hay là doanh số của chúng ta đang đạt 90%, chúng ta đặt mục tiêu sang tuần sau chúng ta phải đạt được 95%. Tức là ông sếp ông phải có cái muốn và ông nhân viên ông ấy phải có cái muốn. Thì cái lỗi đầu tiên mà chúng ta thường gặp là chúng ta tổ chức một cuộc họp vô hồn. Tức là trước cái cuộc họp đó cả sếp và cả nhân viên đều không biết chính xác mình muốn cái gì trong cuộc họp. Vậy thì khi mà cả sếp cả nhân viên đều không biết mình muốn gì thì cái cuộc họp đấy nó sẽ quay trở về đúng một cuộc là một cuộc tám chuyện thôi, chứ nó không có liên quan gì đến cuộc họp để giải quyết vấn đề cả. Cái thứ hai, nếu như cả sếp và cả nhân viên đều biết mình muốn gì thì nó lại có mắc một cái lỗi thường gặp là chúng ta không đủ cái thông số để họp. Tức là anh đều muốn là doanh số tháng tuần này tăng hơn so với tuần trước, tháng này tăng hơn so với tháng trước. Vậy thì để cái doanh số nó tăng hơn thì buộc anh phải phân tích được cái kết quả của tuần vừa rồi xem là đang chết ở đâu. Và chết ở đâu thì chúng ta tối ưu của đó. Thì khi sờ đến kết quả của tuần vừa rồi là bị gãy, không đủ thông số. Nhân viên nói là cái chỉ số này em không đo, chỉ số này em không có tổng hợp, hay là báo cáo này của em thiếu, báo cáo kia của em thiếu, tức là không đủ cái thông số để họp. Cái thứ ba mà chúng ta cũng hay gặp trong các cái cuộc họp và đặc biệt là cuộc họp đối với các cái bộ phận kinh doanh ấy và các cái bộ phận kể cả bộ phận back office cũng hay gặp là chúng ta chơi họp theo cái kiểu họp họp kể chuyện. Ví dụ như là sếp hỏi công việc này như thế nào rồi em? Mà bạn trả lời là công việc này em đang làm, mọi thứ đang rất tốt, kỳ vọng là chúng ta sẽ có một kết quả tốt. Ngày hôm qua em đi gặp khách hàng A, đi gặp khách hàng B, em ngồi quán cà phê nọ, em ngồi quán cà phê kia, anh ấy rất là hào hứng, anh ấy tỏ ra rất là quan tâm. Tất cả những biểu hiện đó là biểu hiện của một buổi họp kể chuyện, chứ không phải là một buổi họp để đưa ra các cái thông số và đưa ra các cái giá trị để chúng ta có thể phân tích và nghiệm thu. Ví dụ ngày hôm qua, tức là em bắt đầu gặp khách hàng này từ ngày này, dự kiến sau 5 ngày sẽ chốt được bởi vì khách hàng đã có những biểu hiện tiềm năng 1, 2, 3, 4. Hay là gì? Doanh số tuần trước của em là 300 triệu. Doanh số tuần này của em dự kiến sẽ là 400 triệu vì em đang có 3 khách hàng chờ. Tức là nó phải được thể hiện ở một con số. Thì đây là ba cái vấn đề dẫn đến chúng ta có một cái cuộc họp vô bổ. Ba vấn đề gọi là ba vấn đề cơ bản thôi, còn tất nhiên là tùy từng quan điểm của mỗi một sếp hay là mỗi một người quản trị khác nhau thì chúng ta hay là đặc thù của doanh nghiệp thì chúng ta còn nhiều các vấn đề khác. Nhưng ba vấn đề này là ba vấn đề mà thường mắc nhiều nhất. Vấn đề thứ nhất là sếp và nhân viên đều không biết chính xác mình muốn cái gì trong cuộc họp đó. Vấn đề thứ hai là khi biết mình muốn gì rồi thì các bạn không đủ thông số để họp. Vạch ra phân tích cuối cùng không đủ có thông số và cuối cùng quay ra là chửi nhau. Và kết luận nhau về mặt ý thức trách nhiệm là vứt đi. Và vấn đề thứ ba là chúng ta họp theo lối kể chuyện, tức là kể chuyện rất là hay nhưng mà hỏi đến số thì chúng ta không nắm được. Vì thế cho nên là để mà có giải pháp cho một cuộc họp hiệu quả, cái giải pháp nhẹ nhàng đầu tiên ấy,
Tôi khuyên ấy, là sếp và nhân viên phải biết chính xác mình muốn cái gì trong cái cuộc họp đó. Cái thứ hai là phải chuẩn bị cái bộ thông số đầy đủ. Và cái thứ ba là chúng ta phải họp bằng con số chứ không kể chuyện. Thế còn sau khi chuẩn bị được cái này rồi thì chúng ta bắt đầu đi vào cái quy trình hay là đi vào các bước để tổ chức một cái cuộc họp nó hiệu quả. Thì mỗi người triển khai một cái quy trình họp khác nhau. Ở đây chúng ta không có phán xét hay là cái cuộc họp tổ chức theo cách nào tốt hơn cách nào, mà ở đây chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem về cái quy trình tổ chức một cuộc họp. Cái phần mà tôi vừa mới xóa đi ấy, là phần tư tưởng, tức là cái tư duy trước khi tổ chức một cuộc họp hay setup một cuộc họp. Và cái phần mà tôi vừa xóa đi này này, nó chuẩn thì các cái bước triển khai nó mới chuẩn. Còn nếu cái phần này không chuẩn thì toàn bộ bước triển khai coi như là vứt đi. Nếu bạn không biết mình tổ chức họp để làm gì thì trong tay bạn ấy có đủ các bước hay là các quy trình hay là có đủ các cái kiến thức để vận hành một cuộc họp thì nó cũng vứt đi. Bởi vì cái mục tiêu nó không có thì bạn vận hành đến đâu, tốt đến đâu nó không giải quyết được vấn đề. Vậy thì trong cuộc họp chúng ta sẽ tồn tại một cái trái tim ở giữa, đó là muốn. Ngày hôm nay cho phép tôi được đóng vai trò là người quản trị, tức là một ông trưởng phòng, ông ấy triển khai một cuộc họp thì ông phải xác định được cái muốn của ông ấy là gì. Nếu như bạn nào đang làm quản trị hay đang làm trưởng một đội nhóm hay một team ấy, bạn phải xác định được chính xác cái bạn muốn. Vậy thì từ cái muốn này nó sẽ có hai lối, một là cái đầu vào, hai là cái kết quả đầu ra. Vậy thì bạn muốn cái gì chính là kết quả. Giả sử như là bạn muốn doanh số luôn luôn phải đạt 100%, công nợ bạn thu dốc được 60%, tôi lấy ví dụ vậy, trong tuần tới, bởi vì kết quả của tuần này nó tệ hơn. Vậy thì đây là cái muốn của bạn trước khi họp. Vậy thì cái vào của nhân viên để bạn phân tích và ra được cái đầu ra này này, thì cái đầu tiên ấy, theo tôi quan trọng, cực kỳ quan trọng nhất. Vì các cụ nói rồi, tư tưởng có thông thì bình tông mới nặng được, bình tông nó mới nhẹ được. Còn tư tưởng mà không thông thì bình tông không bao giờ nhẹ được. Đấy chính là việc mà người quản trị phải chỉ ra cho nhân viên biết được là càng họp thì công việc càng hiệu quả. Càng họp thì khả năng chuyên môn của bạn càng tốt lên. Càng họp thì bạn càng được cung cấp về mặt kiến thức và về mặt giải pháp. Tức là tôi đang nói đến vấn đề tinh thần của nhân viên trước cuộc họp. Vậy thì cái đầu vào ấy là cái tinh thần nhân viên của bạn phải tốt đã. Chứ còn nếu như đầu vào tinh thần nhân viên của bạn mà nó sợ bạn mắng hay sợ bạn chửi, hay là nó chuẩn bị về giải trình một vấn đề nào đó nó rất là căng thẳng, thì toàn bộ cái nội dung cuộc họp đấy đối với nhân viên là vô nghĩa. Bởi vì thời gian nó dành cho sự sợ hãi nhiều hơn thời gian nó dành cho sự tập trung về nội dung trong buổi họp. Thì cái đầu tiên là tinh thần của nhân viên của bạn phải tốt đã. Để cái này tốt thì các sếp khoan hãy phê bình, khoan hãy đưa ra những lời chê trách về những thứ không làm được. Hãy chỉ cho họ những thứ họ làm được và hãy đặt niềm tin vào họ là nếu như cố gắng tiếp gấp 50% hay là gấp đôi lên thì công việc sẽ tốt hơn. Thì cái đầu vào đầu tiên là tinh thần. Cái đầu vào thứ hai cực kỳ quan trọng, đấy là kế hoạch. Tất cả các cuộc họp mà tổ chức không có kế hoạch thì vứt đi. Nếu như bạn tổ chức họp giao ban tháng thì bạn phải có kế hoạch kinh doanh của tháng trước. Nếu bạn tổ chức họp giao ban tuần mới mà về mặt phân tích kết quả thì bạn phải có kế hoạch kinh doanh của tuần trước. Nếu bạn không có kế hoạch, tức là bạn mất đi thang điểm chuẩn để đánh giá xem là cái bộ phận đó hay cái nhân viên đó có đạt hay không đạt. Cho nên tôi khuyên một điều, nếu như công ty của bạn hay là một cái nhóm mà bạn đang vận hành mà không có kế hoạch, tốt nhất đừng họp. Bởi vì họp nó không giải quyết vấn đề gì cả. Kết quả thực tế bạn có, nhưng mà nó không so với cái gì để chúng ta đánh giá là đạt hay không đạt. Thực tế nó phải so với kế hoạch. Thì cái thông số kế hoạch. Cái thứ ba là thông số thực tế. Kế hoạch phải đi trước thì thông số thực tế bắt đầu nó mới so sánh với kế hoạch. Thì đây là yếu tố đầu vào trong mỗi một cuộc họp. Nhắc lại, quan trọng nhất là tư tưởng. Anh em nó hiểu là ngày hôm nay họp sẽ được sếp hỗ trợ, nó sẽ bước vào cuộc họp với một kiểu khác. Nó nhìn đến một khuôn mặt ông sếp là tươi cười, nó sẽ có tiếp cận khác. Còn nhìn vào ông sếp này là nó sẽ rất khó để có thể là nó thả mình, nó họp trong cuộc họp của mình được. Nó không vui vẻ, khó chịu, nó muốn đánh sếp. Cái thứ hai là thông số về mặt kế hoạch của quá khứ. Cái thứ ba là thông số về mặt thực tế của quá khứ trong từng thời kỳ mà các bạn muốn họp. Nếu bạn họp ra 3 tuần thì kế hoạch tuần trước,
thực tế tuần trước. Nếu bạn họp giao ban tháng thì là kế hoạch của tháng trước và thực tế của tháng trước. Vậy thì sau khi nhân viên nó đút đầu vào cho ông sếp, ở đây là ông sếp, nhân viên bắt đầu nó đút tất cả những cái đầu vào này vào đây, nhét vào đây, thì lúc này xuất hiện một cái được gọi là thực trạng. Thực trạng. Đây này, nhân viên bắt đầu nói, à, kế hoạch tuần trước của em là hoàn thành 100% doanh số, nhưng thực tế em chỉ đang hoàn thành bao nhiêu thôi? 90% thôi. 90% thôi. Mà ở đây ông muốn gì? 100%. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu hình thành và hiện hữu rõ ràng hơn về mục tiêu của cuộc họp. Vậy, bản chất cuộc họp ngày hôm nay của chúng ta là làm sao để tăng được 10% hoàn thành về mặt doanh số. Đây là bản chất cuộc họp ngày hôm nay. Giả sử công nợ các bạn thu dốc được 60% rồi. Mục tiêu mà, đầu ra mình để 100 rồi. Và thực trạng đang là 90%. Lúc này toàn bộ nội dung cuộc họp được co gọn lại là tìm toàn bộ nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta không hoàn thành 100% doanh số và đi giải quyết nó. Vậy các bước mà ông sếp cần phải làm như sau. Sau khi nghe thực trạng xong, nghe báo cáo xong, nghe kế hoạch xong, thì ông sếp có mấy sứ mệnh cực kỳ quan trọng cần phải làm. Cái thứ nhất là giúp, tôi dùng từ giúp nha, giúp nhân viên tự thấy được vấn đề. Tại sao lại là giúp nhân viên tự thấy được vấn đề? Nếu như các bạn không giúp để cho nhân viên nó tự thấy vấn đề mà các bạn chỉ vấn đề ngay, hành động đó nó mang tính áp đặt. Có phải em làm việc không tập trung không? Có phải là ấn phẩm kém không? Có phải là tinh thần làm việc có vấn đề không? Có phải là hay đi làm muộn không? Có phải là lười làm việc riêng không? Thì tất cả những sự kết luận đó nó mang tính áp đặt. Và khi nó mang tính áp đặt thì não của nhân viên nó sẽ đóng lại. Đúng nhỉ? Vậy thì thay bằng cái cách mà chúng ta nhìn bằng cái góc nhìn của cá nhân và chúng ta ghép cái lý do đấy áp đặt ngay vào đầu của nhân viên thì não nó lập tức đóng lại. Nó sẽ không còn đủ ý tưởng sáng tạo để nó tìm ra cùng mình nữa. Vậy thì bắt đầu mới hỏi, theo em thì có những nguyên nhân nào dẫn đến cái việc mà chúng ta không hoàn thành mục tiêu doanh số? Ví dụ như là trong mắt người quản lý, bởi vì bạn có kinh nghiệm hơn mà, bạn nhìn thấy khoảng độ có 5 vấn đề rồi, nhưng mà nhân viên chỉ kể được có 1 vấn đề hoặc 2 vấn đề hoặc 3 vấn đề thôi. Thì lúc này bạn phải làm thao tác thứ hai là dẫn cho nhân viên nhìn được toàn diện vấn đề. Lãnh đạo bây giờ không còn phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa là các bạn mang việc về cho nhân viên, các bạn áp đặt, các bạn chỉ đạo, các bạn nói là họ làm họ làm. Nhưng bây giờ thì không còn như ngày xưa nữa, bởi vì cơ hội việc làm nhiều lắm. Các bạn ngứa mồm, các bạn mắng phát nó bỏ ngay không? Và các bạn tuyển một người mới vào, tin tôi đi, với mức lương giống nhau thì biểu hiện của nó cũng y hệt vậy, nó không khác gì đâu. Vậy thì cái khả năng dẫn này này, các bạn phải dẫn. Ví dụ như là ồ, có khi cái phần marketing nó lại hơi có vấn đề một tí nhỉ. Tức là sau khi bạn phân tích cho bạn nhìn thấy, góc nhìn bạn nhìn thấy. Nhưng đừng nói rằng là đội marketing nó hỏng. Phải chỉ nó hỏng ở đâu. Mà thử ấn phẩm cho anh xem cái nhỉ. Sau bắt đầu hỏi tất cả anh em đấy, ừ thì với ấn phẩm này thì có khi anh sợ là nó bị thiếu cái gì ở chỗ kia kìa. Thì bắt đầu nó vỗ đùi mà à thiếu, công nhận em rất tin. Em tự nhìn ra được cái thiếu. Vậy là chỉnh cái đấy nhá. Tức là mình dẫn cho nhân viên nó nhìn được cái toàn diện của vấn đề. Vậy thì đến bước này là cả sếp và cả nhân viên thấy được là vấn đề nó nằm ở đâu. Và tức là cái vấn đề mà nó là lý do để mà đạt 90% chứ không phải là 100%. Thì bắt đầu mới sang đến phần 3 là phần giải pháp. Giải pháp cho từng vấn đề. Cho từng vấn đề. Bây giờ thì ông sếp và ông nhân viên, ai sẽ là người đưa ra giải pháp trước? Tùy quan điểm cá nhân và vận hành của mỗi doanh nghiệp. Nhưng với tôi ấy, thì chia sẻ là nếu như mà bạn cho giải pháp ngay ấy, thì bạn sẽ bị một cái hiện tượng được gọi là sếp nhiễm ký sinh trùng. Đây là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm trong công tác quản trị. Sếp nhiễm ký sinh trùng tức là gì? Tức là một việc sếp giao cho nhân viên, nhân viên nó làm được khoảng 80% và nó gặp một vướng mắc. Khi nó gặp một vướng mắc, nó mang lên hỏi ông sếp, anh ơi, việc này làm thế nào? Ông sếp mới thấy,
Ồ, việc này cũng khó. Thôi được, để anh hỗ trợ. Hay là để anh làm tiếp, hay là để anh giúp? Thì cái động thái và câu nói của bạn là để anh hỗ trợ, để anh làm tiếp hay để anh giúp ấy, mà với cộng với lại một nhân viên mà họ kém ý thức ấy, tức là họ vừa truyền cho ông sếp một loại ký sinh trùng, và ký sinh trùng này mang tên là gì? Đầu việc của nhân viên. Lúc này đầu việc không còn nằm ở trên ông nhân viên nữa, mà nó được ký sinh sang ông sếp. Vậy thì nếu như ông sếp hỗ trợ thì việc này sẽ được run tiếp. Nếu như ông sếp không hỗ trợ, ông sếp không làm thì việc này coi như dừng lại. 2 tuần sau, ông sếp hỏi nhân viên: đến đâu rồi em? Ô anh, em vẫn đang chờ giải pháp từ anh đấy. Hay em vẫn đang chờ sự hỗ trợ của anh mà, em đã báo cáo đầy đủ hết rồi. Vậy thì nếu như ông sếp mà có 10 ông nhân viên như thế này thì đồng nghĩa với việc ông có hàng trăm con ký sinh trùng bám trên người mình. Và lúc này sếp không thể nào dứt việc được. Không thể nào dứt việc được. Vậy thì bản thân và vai trò của ông sếp phải thống nhất rõ với nhân viên. Vấn đề là vấn đề của bạn. Nguyên nhân là nguyên nhân của bạn. Nhưng tôi sẽ là người cùng gì? Cùng giúp bạn nhìn ra vấn đề. Cùng giúp bạn có góc nhìn toàn diện nhất vào vấn đề. Và cùng đưa cho bạn giải pháp. Nhưng người thực hiện giải pháp này là bạn chứ không phải tôi. Bởi vì tiền lương của bạn, bạn nhận hết. Chứ bạn không gửi cho tôi phần nào cả. Ha. Chúng ta phải rõ quan điểm này, không phải là quân phiệt đâu mà là chính xác ạ. Vậy thì khi mà chúng ta đưa giải pháp của từng vấn đề thì chúng ta phải hỏi nhân viên trước: theo em vấn đề này nên giải quyết thế nào? Ở đây chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái cách là chúng ta dẫn nhân viên đi từng bước một. Và nếu như gặp cái vấn đề ở đâu mà chúng ta cảm thấy là cái giải pháp đấy nó không ok thì chúng ta phải hỏi liệu là chúng ta triển khai giải pháp đó thì có bị dính vấn đề này không em? Hay là có lo lắng điều này không em? Thì nhân viên họ sẽ điều chỉnh lại cái giải pháp của họ đi theo đúng cái hướng của mình. Nếu một giải pháp được coi là khả thi khi nó đạt được 5 cái điều kiện sau. Bản thân ông nhân viên ông ấy biết là cái giải pháp này để làm gì? Để làm gì? Ví dụ như là chúng ta tăng cái tỷ lệ kết nối với khách hàng lên, bởi vì tỷ lệ kết nối với khách hàng tuần trước nó thấp quá. Thì nhân viên phải biết là giải pháp tăng tỷ lệ kết nối là giải pháp mà tăng cái số lần chạm của khách hàng. Và khi tăng số lần chạm của khách hàng thì cái số lượng khách hàng tiềm năng nó sẽ cao lên, số lượng chốt nó sẽ cao lên và doanh số nó sẽ cao hơn. Đó, để chúng ta hoàn thành. Tức là mọi giải pháp đưa ra là để làm cho cái việc mà từ 90 lên đến 100. Nhân viên hiểu rõ cái đó. Cái thứ hai là cách làm. Bây giờ nhân viên nhìn là biết là phải làm gì rồi. Nhưng mà làm bằng cách nào? Tức là phương thức làm, các bước làm. Cái thứ ba, ai làm? Ví dụ như giao cho bộ phận kinh doanh thì phải giao cho đích danh ai? Ai là người chịu trách nhiệm triển khai cái này? Cái thứ tư là làm mất bao lâu, tức là yếu tố về mặt thời gian. Và cái thứ năm là chúng ta mất bao nhiêu tiền, là mất bao nhiêu chi phí. Vậy thì về mặt sơ sơ ấy thì chúng ta đi qua 3 bước. Sau khi mà đầu vào ra vào rồi, cung cấp con số thực tế, con số kế hoạch, sếp cùng với nhân viên xác định được thực trạng của vấn đề gặp phải, xác định được cái muốn của sếp và cái muốn của cả cái team đó, thì lúc này sếp bắt đầu giúp nhân viên tự thấy được cái vấn đề. Sau đó là dẫn để cho nhân viên thấy toàn diện các vấn đề đang gặp phải và đưa ra giải pháp cho từng vấn đề một, sao cho tất cả những giải pháp này hướng về mục tiêu chung ở đây. Hướng về mục tiêu chung ở đây. Và một giải pháp được gọi là khả thi và có cái tính khả dụng cao khi mà nó trả lời được 5 câu hỏi: làm để làm gì, làm bằng cách nào, ai làm, mất bao nhiêu thời gian và mất bao nhiêu tiền. Nếu như nhân viên nào đưa ra một giải pháp mà thiếu một trong 5 yếu tố này thì giải pháp đó được coi là một giải pháp vứt đi. Thì ở đây là một vài cái góc nhìn về mặt cá nhân để chúng ta có thể tổ chức một cuộc họp tốt. Nếu anh em nào đang tổ chức một cuộc họp nó không hiệu quả mà gặp phải những vấn đề ở đây thì có thể tham khảo. Còn nếu như các bạn đang tổ chức một cuộc họp tốt rồi thì hãy cứ vận hành cuộc họp theo cách của các bạn để công việc của bạn cảm thấy nó ok nhất. Cảm ơn, chấm hết.